Đông ha. Mời bạn trai. Dạ anh Linh. Mời bạn ngồi. Dạ, dạ anh Linh cho em một phút em giới thiệu. Cho bạn 2 phút luôn. Em họ Võ, tên Phong, tên chọn gọi là Võ Nguyên Phong. Phong tuổi con rồng, nhà Phong ở đồng bằng sông Cửu Long. Ba má là người nông, sở thích là đá bóng, ước mơ là phi công, từng thi vào học viện hàng không. Lời giới thiệu đã xong, xin cho một tràng pháo tay cổ động. Có chuẩn bị. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em cũng có một phút giới thiệu. Chào chị Cát Tường và chào chú MC bên đó, chú Quyền Linh ạ. À. Bảo Tố đã nổi lên. Chào con. Con có gì nói tiếp đi con. Con tên là Phan Thị Thanh Thuận, năm nay 26 tuổi. Công việc hiện tại của con là con đang cho vay nhẹ lãi. Làm gì? Con cho vay nhẹ lãi chú ơi, chú có cần vay không? Dạ. Có lãi ít đó, trời ơi, tưởng nó vay nặng lãi giật mình. Dạ, con đang làm việc tại ngân hàng, ngân hàng Sài Gòn Hà Nội. Bên đây là bạn tên là Phong, nhà đồng bằng sông Cửu Long, ha, kế mờ sông, dáng đi hơi cong cong, lúc rồi lông bông, đôi khi cũng té sông, nhưng bây giờ thì ở không, hết. Con không thích cong chú ơi. Cái dáng đi cong cong. À, giống dáng cong á, đứng cái dáng này nè. Công này ha. Anh là nhiêu tuổi rồi? Em 28. Anh tưởng đâu em còn trẻ. Thật sự là anh nghĩ khoảng 21-22 thôi. Anh kia nghe trẻ. Cảm ơn anh Linh. Trẻ mà còn trẻ. Em không thích trai đẹp, chồng xấu dễ xài. Được rồi. Em là hướng dẫn viên du lịch. Em thì tính tình em hiền. Hiền. Hiền, vui vẻ. Em muốn tìm bạn gái của em cũng hiền. Cao từ 1m6 trở lên. Cá tính, năng động. Rồi không thích gì cho người ta nói luôn. Không thích là con gái dữ dằn quá. Rồi ăn mặc lè lẹt, nhộm tóc lè lẹt. Gì vậy, gì vậy? Sao? Nói anh gì lè lẹt từ lưa vậy? Không thích ăn mặc lè lẹt, nhộm tóc lè lẹt, lưỡi lè dài. Ra mắt mới gì, con gái người ta làm đẹp mà không thích là sao? Dạ, nhộm tóc em cũng vẫn đồng ý. Nhưng mà nhộm những cái màu mà nó phù hợp, nó tối. Như màu nâu, như hạt dẻ chẳng hạn. Thôi trời ơi, giỡn. Có màu mốc lai, màu vàng khè, như màu xanh lè. Có nhộm gì không? Bên đây giỡn, đi về. Không có dở màn gì hết á. Trời ơi. Bên đây hung dữ lắm. Cao 1m4, ngồi trên ghế sofa chân không đạp đất luôn. Thôi nói gì đi, người ta đang nói với em đó. Tại vì mất tiêu rồi. Đi về kìa, nói gì nói đi. Em chơi lè lẹt vậy đó. Dạ, để em thuyết phục một bài thơ vui do tự em sáng tác. Rồi. Dạ. Thuyết phục nha, để người ta đi về đó. Dạ. Ta đi về rồi, thơ tặng tôi nè. Dạ. Ta đi xuống rồi. Tặng luôn. Rồi tặng đi. Trai độc thân chưa một lần có vợ, tìm bạn đời để trao đổi văn thơ. Nếu hợp nhãn thì tiến tới hỏng chờ. Xin thành thật đừng làm tôi đau khổ. Bởi tối qua nghe mẹ già than thở, từng tuổi này mà chưa có con dâu. Lỡ mai đây khi gói mỏi bạc đầu, không cháu nội thì tuổi già quạnh quẻ. Thấy mẹ buồn lòng anh đau như xé, nên quyết lòng đi kiếm vợ mau mau. Liều thân trai giữa chốn vàng thao, 12 bến nước trong nhờ đục chạy. Anh giỡn thôi mà em đừng ái ngại, anh đây ga lăng tử tế đàng hoàng. Thuở xa xưa cũng có lúc đi quan, giờ tu tỉnh ăn chay và tìm vợ. Mô Phật. Hay. Được, bắt tay cái được. Kêu được, trở lại, kêu được, trở lại. Được. Em ơi, khoan đi, lên. Ghe lên đi. Ghe lên. Còn cái trò gì nữa không? Kêu gì nữa không? Làm em, luôn. Em hát được. Rồi chơi luôn. Dân miền Tây hát cải lương. Ok anh luôn. Chiếu Cà Mau nhóm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp. Hò tìm cô không gặp tôi gối đầu mỗi đêm. Vô ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kênh ngã bãi, sao cô gái năm xưa đâu chẳng thấy ra chào. Chị dạ.
Vậy được, thôi được. Em ra chào. Vô. Sao nãy giờ nghe thơ với nghe hát cái nào ấn tượng hơn? Cái nào cũng ấn tượng hết. Mới da số lùi lại nè. Da số lùi lại. Ơi, từ nãy giờ về mất tiêu rồi. Nghe cái bài thơ ảnh nãy em có cảm xúc như thế nào? Hay. Bạo. Đúng. Em giới thiệu về bản thân mình một chút. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Đợi bạn phiên kia, nếu mà bạn phiên kia đồng ý thì sẽ vô danh sách là thất tình của em, mối tình thứ ba. Có chịu vô danh sách là thất tình của cổ không? Dạ chịu. Em là có 3 mối tình chính thức và 3 mối tình mờ ám. Mờ ám là sao? Thôi cái chính thức bỏ qua, chị khai thác cái mờ ám. Xưa gì tôi mới nghe vụ mối tình mờ ám. Con kể dạ. Chú nghe mối tình mờ ám là sao con? Chú bình tĩnh. Dạ, mối tình mờ ám là em quen nhưng mà em không có công khai. Mình cũng chưa biết là như thế nào nữa. 3 cái mờ ám là coi như trong bóng tối. Dạ. Đúng không? Trong lúc quen mối tình kia thì có một tình là mờ ám hả con hả? Dạ không, khoảng cách nó cách biệt chứ nó không có... Không có chung đúng không? Vậy mỗi lúc là dù chính hay dù mờ gì cũng có một người thôi. Dạ, phải không? Đúng. Như vậy không phải là gọi là mờ ám. Chú tưởng đâu là con đang quen người này công khai cái con có mối tình nào mờ dạ. ám phía sau. Cái đó nó khác, thấy không? Mình đừng dạ. nói vậy, người ta nghi ngờ mình không tốt. Còn dạ. chú hỏi con bên đây. À vậy là bên đó cũng kêu bằng chú hả? Đúng rồi, hai đứa kêu bằng con hết đi. À, con có bao nhiêu mối tình rồi? Con thì học cấp 1 á, con có một mối tình. Học cấp 2 con có mối tình. Cấp 3 con có một mối tình. Lên cao đẳng con có một mối tình. Mà toàn là đơn phương thôi. Còn mối tình mà không có đơn phương có không? Dạ cũng có. Một duy nhất quen khoảng 3 năm. Con cũng thương người đó lắm. Thương nhiều không? Thương nhiều lắm. Bây giờ còn thương không? Bây giờ còn. Hả? Còn sao đi kiếm người khác? Chính thức nó là chia tay rồi. Thì con ở không cũng được 3-4 năm rồi. Ở không vậy đó ha. Có quậy quẹt gì ở ai không? Cũng có nhiều cám dỗ lắm. Nhưng cũng ráng giữ mình. Mình cám dỗ người ta, ta cám dỗ mình. Người ta cám dỗ mình. Có không đó? Dạ có. Còn mình có đi ghẹo ai không? Có cưa ai không? Còn cũng có cưa. Mà không được hả? Theo tình chạy. Chạy đường tình theo. Dạ. Bên đây thì sao? Mình mong muốn tìm một người bạn trai là người như thế nào? Không đẹp trai. Đầu không có hói. Bụng không có bự. Trong bóp có 5.000, đưa em 4.000 được rồi. Em không lấy nhiều đâu. Em cũng lấy hơn số đó đâu. Chị qua kiểm tra lại coi có rồi, hồi nãy coi rồi. Có hói không? Không. Không hói vậy được. Hói là tôi hói nè cô. Có bụng bự. Không. Đủ tiêu chuẩn em hết á. Vậy thôi, cho kéo màn lên bấm nút vậy. Linh anh chưa duyệt sao cho kéo màn được em. Thế hôm nay mình đi tới đây có ai ủng hộ mình không? Dạ có, chị họ. Rồi, chào em. Dạ chào chị. Em thấy bạn bển sao? Ấn tượng không? Cũng ấn tượng, cũng tiến tới được đã thuận. Ấn tượng chỗ nào? Dạ em đó thì nhìn hiền à. Nhưng mà chị thấy giống như là không có hợp với bên đây lắm. Dạ không, em thấy hợp mà. Rồi, cảm ơn được em. Bên kia, bạn có đi với người thân không? Dạ có chị, em đi với hai thằng em trai. Một thằng em ruột và một thằng em chú bác ruột. Hai thằng em trai đâu? Hai dạ người dạ em dạ trai dạ. đâu? Ừ, hai người em trai. Dạ em là em chú bác ruột với anh Phong. Chú bác gì? Chú bác ruột. À. Em thấy tóc của chị bị cháy nắng. Ngoài điểm đó ra thì cũng thấy là phù hợp với ông anh của em. Bá tóc tai quỷ gì có gì đâu. Dạ giờ mới nhậm lại cũng được. Hợp nha. Nói anh không hợp anh la đáng chịu á. Em qua anh coi cô này sao mà xéo sắc tôi dữ vậy. Quýt Hà. Quýt Hà. Sao con? Dạ. Sao mà nhuộm tóc vàng khè vậy con? Không, con đi làm, đi ra ngoài đường nhiều bị cháy nắng. À vậy à. Khổ lắm chú ơi. Khổ hả? Có chịu về đồng bằng sông Cửu Long không? Về làm dâu miền Tây cũng được. Cưới liền được không? Ây dạ, căng ạ. À. Ủa sao căng? Con dự định là 28 tuổi mới kết hôn. Dạ. Vậy mình chuẩn bị rục rịch là vừa rồi. Rồi để hỏi bên đây chịu, bên đây muốn cưới liền á. 2 năm nữa mới cưới. Ủa, đi cưới dữ lòng chịu luôn. Dạ, hợp anh. Em dự định là 30 em cưới vợ. Rồi vậy là hợp rồi ha. Nào, chuẩn bị kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Trước khi trò chuyện thì mình có một món quà, một món hoa tặng bạn. Bất ngờ không bạn nữ? Dạ bất ngờ quá. Bạn này nhìn trẻo. Bạn đang làm nhân viên ngân hàng. Khâu đòi nợ đó. Bạn đang ở quận mấy? Mình đang ở quận 9. Kêu anh em đi, người ta lớn hơn mình 2 tuổi lắm mà. Thương nít đúng không? Quá mà. Nhà bạn có mấy anh chị em? Anh em cứ coi. Không thôi tôi ve số ve à. Nhà em có mấy anh chị em? Nhà em có một chị với một em trai. Là 3 người cũng giống mình. Mình 3 anh em trai không à? Anh giống anh. Giống anh. Anh còn mẹ già và 2 người em thơ dại.
Trước khi đi á, mẹ anh dặn là con lên tìm người đó phải nói chung là hiền, hai đứa thương nhau là được. Mẹ anh dễ lắm, chỉ có nhiêu thôi. Mình cưới á, thì mình có thể về sống với mẹ một thời gian. Rồi thằng em Út anh á, nó học ra trường, nó có vợ xong á, thì mình sẽ ra riêng. Mình nhường cái bổn phận này là cho em Út. Như thế là riêng mình sống. Gì vậy? Lo ba mẹ cho em hả mày? Đúng rồi, xuống Út khôn nhỉ, Út chịu rồi mình đi đúng rồi. Dạ, chị Tường nói đúng. Con cái thì sao? Mấy đứa? Anh thích có từ 1 tới 2 con thôi. Con nào cũng là con mình, con nào mình cũng nuôi dạy hết. Nhưng mà trong sâu thẳm tâm hồn của anh á, tâm cảm của anh á, thì anh vẫn thích con trai hơn. Anh nói thật, anh nói thẳng thắn lắm. Con trai miền Tây thật thà chất phát, có sao nó vậy người ơi. Rủ giờ thí dụ nó đẻ hai đứa con gái không rồi, em tính thì sao? Hai đứa con gái thì ngừng, không đẻ nữa. Chắc không? Chắc. Cảm nhận gì bạn ấy thế nào? Nhìn thẳng vô mắt sao nhìn anh chỉ vậy? Ý nhìn chú gì con? Em cảm nhận gì anh sao? Anh rất là hiền, hài hước. Khoái không? Thích thật. Hồi nãy tôi nghe cô nói rõ ràng ràng cô không thích người trẻ đúng không? Không, em nói là không thích đẹp trai. Vậy là anh không đẹp trai, anh xấu à? Không, em đâu nói anh xấu đâu. Vậy là anh... Anh đẹp thôi. Anh đẹp, em thích không? Ý là nói anh đẹp thôi, anh không có trai đó. Thôi nói tình cảm đi, bây giờ sao? Tình cảm nói câu gì ngọt ngào, yêu đương, lãng mạn ơi. Bóng dáng ai đẹp xinh, cho lòng anh đầy chìm đắm. Với áo dài tình tặng, em bước đi lòng anh xuyến sao. Này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen với chút chuyện cho. Nhà cô bé ở đâu cho anh xin tiếng em chung đường. Ai có quen gì anh sao tự nhiên đi cùng hướng. Biết chi nhà người ta xin tránh ra nhường em lối đi. Mà nè nha em thiệt là khó, em quen anh em sẽ bị đòn. Hẹn anh mai lớn lên đi, em sẽ cho anh trái tim này. Rồi. Bây giờ mình bấm nút hay không bấm nút quyết định đi. Trước khi bấm nút lên câu vòng cổ kia cho anh bấm ém ơi gì đó. Rồi dạ em lên luôn. Lên luôn 2, 3. Hỡi cô em gái nhỏ ngây thơ dưới tà áo trắng phất phơ bay trong gió. Vì sao em đứng ngẩn ngơ bên khung cửa sổ nhìn sát phượng rơi nhộm đỏ sân trường. 3, 2 và 1. Hết thời gian. Có nó phải hấp dẫn vậy đó. Hay quá. Được rồi nha. Hai người thấy cũng dễ thương. Dễ thương lắm á, đừng ăn hiếp nha. Tôi thấy xác suất là bên đây ăn hiếp này hơi nhiều rồi đó. Nắm tay nhau nè. Thấy sao em? Dạ, bàn tay bạn rất là ấm. Ấm rất là mềm mại. Thấy nó phiêu phiêu. Những chiếc vé xem phim, chúc hai bạn sẽ có những buổi xem phim thật tuyệt vời ha. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn chương trình, em cảm ơn anh chị. Rồi, dắt bạn gái đi xem phim đi cưng. Dạ, cảm ơn anh. Xin mời hai chàng trai của ngày hôm nay xuất hiện. Wow. Tuyệt vời. Được nha. Mời hai đứa em gái của tôi. Wow. Đừng có la quá, bên đây kích động. Rất thức tha, rất nhẹ nhàng. Rồi, vô vị trí đi nè, hai đứa em gái của tôi. Kính thưa quý vị, và ngay tại giờ phút này thì mình thấy trên sân khấu đã có 4 con người, 2 nam và 2 nữ. Hai bạn nam ngồi ở một cái ghế màu đỏ, một cái ghế màu xanh, và bên kia thì cũng tương tự như vậy. Và tại sao mà các bạn ấy vào ngồi đúng cái màu ghế của mình là do
khi các bạn ấy đăng ký, các bạn đã ghi ra là mình mong muốn kết đôi với một người như thế nào, thì dựa trên những cái tiêu chí của các bạn ấy đăng ký với chương trình về số đo, ba dòng, về chiều cao, về tướng mạo, về tính cách, thì ban tổ chức tạm thời đã phân họ ra thành hai nhóm có thể kết đôi là được với nhau. Tuy nhiên, đó chỉ là cái sự gợi ý của chương trình thôi. Khi các bạn đến đây tham gia chương trình, các bạn đều được cái cơ hội nhân đôi. Không, có thể là chị Tường muốn làm mai cho em cái bạn nữ bên kia ngồi ghế đỏ, nhưng mà em lại không thích là bạn địa cái bạn cái ghế màu xanh, tùy em. Lúc đó là ăn thua cái nhịp đập trái tim của mình. Cho nên bây giờ chưa thấy mặt nhau nhưng phải ngồi lắng nghe cho kỹ nha, tâm bình khí hòa mới cảm nhận được cái đối tượng bên kia. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thông tin cá nhân, ưu tiên cho bạn ghế xanh. Ghế xanh đúng không chị? Ghế xanh nha. Ghế xanh đó nha. Mời em trai ghế xanh giới thiệu. Dạ em xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Hứa Minh Đạt. Xin chào hai bạn nữ bên kia. Xin chào toàn bộ quý vị khán giả đang có mặt trong buổi ngày hôm nay. Rồi, rõ ràng. Em tên là Lê Thái Hà, năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh. Hiện tại em đang sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Em làm bên kế hoạch sản xuất, kiêm giám sát sản xuất. Ngoài ra em còn một số công việc khác như là quản lý nhà hàng, quán cà phê. Cậu về em giới thiệu đi nè. Dạ em chào hai vị MC và chào hai chàng trai bên đó với lại khán giả. Em tên là Nguyễn Hồng Lan, 25 tuổi. Hiện tại em đang làm giám đốc của một công ty mỹ phẩm về thiên nhiên, tinh dầu và lại dầu gội thiên nhiên. Quê của em là ở Bến Tre nhưng mà em sống ở Sài Gòn cũng khá lâu, cũng được 6-7 năm. Là lên Sài Gòn lập nghiệp. Dạ. Là giám đốc đúng không? Dạ. Giám đốc có gì Tường ơi? 25 tuổi trẻ mà làm giám đốc sớm quá ha. Dữ lắm á trời. Người ta làm mai cái cô áo xanh đó cho anh bên đây. Ông ngồi ông cười tôi rồi rối à. Rồi chàng trai đứng trên ngồi trên ghế đỏ giới thiệu đi. Lần đầu tiên thì cho em xin phép kính chào bà mối. Chào ông Mai, chào các bạn và xin chào tất cả khán giả. Trời ơi, nay hai chàng trai ai cũng lễ phép quá trời. Nếu lời chào có hấp tấp, xin quý vị bỏ qua. Kính chào cô bác gần xa, từ trong nhà ra phố chợ. Cho dù có duyên hay nợ cũng xin gửi một lời chào. Dù có ai nói ra nói vào cũng xin chào tất cả. Lời chào nghe có đã, xin quý vị vỗ tay. Trời ơi. Mình tên là Nguyễn Khả Linh, mình 27 tuổi. Mình quê gốc thì tại Cà Mau. Mình hiện tại đang là diễn viên và kinh doanh tự do tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà em thì có kinh doanh lò bánh tét. Lò bánh tét? Dạ đúng. Là làm chủ luôn? Dạ đúng ạ. Có đại lý trên này bán chưa? Dạ trên đây thì em chưa có đại lý. Trời ơi, làm đại lý luôn đi. Dạ thường thường em chỉ giao sỉ cho mấy đại lý ở các tỉnh. Bỏ sỉ cho chị đi, chị bán lẻ ra cho. Dạ nha. Đây để bên đây là chấm ra là có diễn viên nè, có lò bánh tét nè. Em có gì em giới thiệu đi nè. Đầu tiên thì em xin được chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường cùng với toàn thể khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là Đặng Thị Tú Anh, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang hoạt động tại Học viện Đào tạo Nghệ thuật Én Ngọc. Học viện Đào tạo Nghệ thuật, đó là chuyên về gì? Dạ, chuyên về ca, hát và MC. Trời ơi, vậy là trùng nhau rồi, cũng làm nghệ thuật luôn không? Dạ có. Có luôn nha, một cái sự trùng khớp nhẹ nhàng ấy Tường ơi. Có làm sao người ta mới kết đôi với nhau chứ. Rồi sao đến nè, em có cái lò bánh tét hay là lò bánh chưng gì không? Dạ không, em có dựa gạo. Dựa gạo Tường ơi. Trời ơi, không có gạo sao làm bánh tét bánh chưng. Trời ơi, hay quá vậy. Phải không? Rồi, dạ. Dựa gạo ở đâu? Quê dạ, quê em ở Đồng Tháp. Và đặc biệt là nhà em bán nếp nhiều á. Bánh tét thì cần có nếp á. Trời ơi. Không ấy, em cho cái cặp đôi này ra bấm nút luôn đi, mình khỏi mai mối nữa. Tôi quay là cặp ghế xanh nè. Tên Hà phải không? Dạ em tên Hà. Tên Lan phải không? Đi Hà Lan chơi không? Trời vậy đi. Rồi. Hà. Dạ. Điểm mạnh của em là gì Hà? Dạ theo em nghĩ điểm mạnh của em là người vui vẻ, hòa đồng, thích giúp đỡ người khác. Thứ hai em biết nấu ăn, biết pha chế. Wow. Dạ, thứ hai em có thể là đảm nhiệm được công việc nhà. Biết giặt đồ, lau nhà, quét nhà gì không? Dạ, biết cái đó thì đơn giản. Giặt đồ sạch không? Dạ, sạch chứ. Yên tâm đi, giặt không sạch thì chị cũng tài trợ cho em bột giặt tròn ha. Dạ. Bột sạch luôn. Dạ, dạ. Yên tâm. Dạ. Để... Xá và giặt vô dạ. Một lần luôn. Dạ. Tuyệt vời không? Dạ, quá tuyệt vời. Điểm yếu của em? Dạ, em nghĩ em hơi nóng tính chứ. Tại vì... Trời, làm quản lý mà nóng tính hả? Dạ, cũng phải nóng tính với chị. Mỗi lần mình nóng tính lên là sao? Nóng tính thì có cái thì em la tí rồi em quay đi thôi, để khi hạ cái cơn nóng xuống. Mà thường là tự lên là tự xuống hay sao? Dạ tự lên tự xuống. Có thể điều khiển được cảm xúc của mình không? Bây giờ bên đây giám đốc mới lên tiếng nè. Điểm mạnh, điểm yếu nè. Vì sao lại cô đơn cho tới giờ này? Điểm mạnh của em thì
tự lập trong kinh tế, với lại biết nấu ăn rồi làm việc nhà này nọ. Nhưng mà điểm yếu của em là chắc tại em ưa ghen với lại hay lèm bèm. Chà, nói vậy là có một cái bề dày về những cuộc tình trước đó ha. Vì sao tới cô đơn vậy? Do em còn bị tổn thương về cái mối tình đầu nhiều quá, với lại lo làm nhiều quá nên chưa có sự tập trung vào tình cảm nhiều. À, em trải bao nhiêu cuộc tình rồi? 2-3 gì đó. 2-3 mà còn tổn thương tới mối tình đầu là khúc nào, khúc đầu trời? Cái nào là cái đầu? Cái đầu tiên là hồi đó còn nhỏ mới lớn. Là bị tổn thương tới giờ luôn nhiều hả? Mới lớn là bao nhiêu? Là hồi đó chắc cũng được 17 tuổi, 18 tuổi rồi. Quen anh đó cũng được mấy năm. Quen được mấy năm? 5 năm. Trời ơi, 5 năm mà sao chia tay uổng vậy em? Hồi đó cũng thương ảnh lắm rồi. Cái ảnh đi nghỉ vụ rồi cũng đi tới đi lui mà về cái gia đình ta không có chịu. Mối tình đầu đi đâu nè? Đi cưới vợ rồi. Đi cưới vợ rồi. Thôi em ơi, người ta đi cưới vợ rồi mình bỏ đi em ơi. Nha, mình đừng có nghĩ tới nữa. Mình phải có một nguồn gió mới. Đây nè, nghe cái nguồn gió mới bên kia nè. Bên kia có chuyện tình gì không? Kể nghe đi. Dạ, em thì cũng trải qua 3 mối tình rồi. 3 mối tình luôn. Lúc học cấp 3 á chị, chỉ mới cảm nắng thôi. Tình yêu mới nhú ra ha. Chưa nắm tay luôn. Kiểu kiểu là cái tình cảm cứ nhắn tin qua lại thế thôi. Rồi mối tình giữa làm sao? Mối tình giữa của em thì năm 2015 ấy giờ. Quen cũng được trong vòng 1 năm thôi. Nhưng mà tại vì cái quan điểm tôn giáo, em nghĩ là cái tình yêu giữa hai người cũng không đủ lớn nữa thì không chưa vượt qua được. Dạ, chưa vượt qua được. Rồi cái đó, cái ba. Cùng cách đây 2017, bạn ấy đi Nhật. Bạn đi luôn, bạn không về nữa. Dạ. Bây giờ qua cặp kia, Linh, Khả Linh, sao con tên giống tên con gái quá vậy? Tên em ai cũng nói giống gái, điều quan trọng cái người mình men là được chị. Men không? Men dữ lắm. Men dữ lắm giống luôn lắm hả? Luôn. Trời ơi, men dữ lắm luôn. Em tò mò liền luôn á trời. Men dữ lắm luôn. Chào anh đại ca. Trời cũng men á ha. Bây giờ men thì men giới thiệu đi men. Cái điểm mạnh của em thì ngoài đẹp trai chứ không độ ra thì em không còn điểm mạnh gì. Tự tin là một cái tính cần thiết của một người nghệ sĩ. Em thấy thế mạnh của em là mạnh lắm luôn rồi đó. Trong tình yêu thì em rất là chung thủy và rất là biết quan tâm. Sao em biết em chung thủy? Tại vì khi mà em yêu ai á, cho dù em có dễ làm quen với các bạn khác, em có dễ bắt chuyện nhân dân mà mình không có nghĩ xa hơn nữa, chỉ đầu chỉ nghĩ đến người yêu mình của mình thôi. Em có mối tình nào chưa? Dạ em đã trải qua được 2 mối tình. Em chia tay họ hay là họ chia tay em? Thường thì là cả hai đều thống nhất là chia tay nhau. Trời, tình yêu mà có thống nhất nữa. Mới đầu thì do là quan niệm của hai nhà không hợp nhau. Tại khoảng 4 năm trước thì lúc đó em còn quá trẻ, mình cảm thấy sự nghiệp mình chưa có vững vàng, mà bên gái lại muốn một cái gì đó là cho nó ổn định hơn cho bạn nữ, có nghĩa là muốn kết hôn hoặc là muốn đính hôn trước. Em chưa muốn. Em thì chưa muốn. Rồi cái mối thứ hai. Mối thứ hai thì là quen chỉ được có vài tháng thôi. Sao mà mong manh quá vậy? Cái mối thứ hai thì giống như là vội vã yêu vội vã rời xa vậy đó. Như cả hai đến với nhau rồi cái mới bắt đầu làm quen. Đến rồi mới làm quen. Đến mới làm quen. Cái từ đến nó hơi rộng nha. Đến là đến đâu? Đến là đến dữ dội luôn. Đến dữ dội luôn. Dội. Em gái ơi. Dạ. Em nghe chàng trai bên đây có bạn gái trước mà đến một cách dữ dội, em thấy sao? Em thấy hơi sợ. Đó, trời ơi, sợ rồi. Em gái tôi sợ. Đây, không có gì sợ hết. Sợ sao cơ? Từ trước giờ là em chỉ có những, nói chung là những mối tình gà bông ngây ngô thôi ạ. Vậy là chị nghĩ là em hợp với cái bạn nắm tay. Em cũng đang lắng nghe là hai bạn nam chia sẻ như thế nào. Rồi vậy có điểm mạnh. Đầu tiên phải kể tới là ca hát. Bên cạnh đó còn có nữ công gia chánh, tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, thùy mỹ nết na, nhân hậu. Ui, trời ơi, chị thấy cuối cùng là quay trở lại là chị thấy em lại bắt đầu hợp với anh Linh rồi đó. Kiểu như là hai người bất chấp luôn đó, coi như là tự tin một cách ghê gớm luôn á. Không, bây giờ nè, hãy hành động đi, hát hò. Hót đi, tôi về đây tôi nghe. Đó. Và em sẽ gửi tặng đến tất cả mọi người một đoạn trong ca khúc Nàng Thơ. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió, làm chiếu lên đôi tay những vết hờn. Tiếng yêu này mong manh, giờ tan vỡ thôi cũng đành. Xếp riêng những ngày tháng mộng mơ trả lại anh. Dạ, em xin hát ạ.
Trời quá trời luôn. Ngày hôm nay em tới với ai? Em tới với mẹ của em. Mẹ chào, ơi. Chào bác. Cô là mẹ có bé Tú Anh. Dạ. À, cô tính từ Đồng Tháp. Xin chào chương trình và chào hai MC. Hôm nay thì cô thấy hai cháu trai đây thì cũng dễ thương, cũng thấy cũng được. Cháu Linh đó thì chắc cũng có hợp với gia đình cô, chút đỉnh. Dạ. À. À, nhưng mà cô nói đây thì nó hợp vậy nhưng mà ăn thua hai đứa trẻ. Rồi, con cảm ơn cô, hợp rồi đó. Em đi với ai? Dạ, em hôm nay em tới chương trình với em gái của em. Cũng là người đăng ký chương trình cho em luôn. Đâu em gái em đâu? Dạ, em chào chị Cát Tường và chú Hứa Minh Đạt. Chú Hứa Minh Đạt, khán giả. Vỗ tay mọi người ơi. Dễ thương hết sức luôn. Trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi. Sao vậy Đạt? Em nhói lòng hả? Em bị vấp ngã. Sao vậy em? Sao có cái sự chết mới đó cho anh Đạt vậy cưng? Dạ tại vì thấy chú để râu. Trời, lại chú để râu nữa. Con bé hay quá trời. Em nói tiếp đi em. Em thấy hai anh thì cũng đẹp trai á. Nhưng mà em thấy cái anh Hà, anh hợp với chị hơn. Nhưng mà anh phải chịu được tính của chị em nha. Tính chị em sao? Chị em nói nhiều lắm. Sao trả lời em? Không sao, anh sẽ là một chỗ để chị em có thể tâm sự mọi lúc mọi nơi. Dạ. Rồi bây giờ Linh nè, Linh đi với ai đâu? Hôm nay thì em đi với hai người em đồng nghiệp trong nghề. Dạ, lời đầu tiên em chào chương trình với lại chào hai MC. Thì em thấy chị ghế đỏ hợp với anh hơn. Chị ghế đỏ hợp anh hơn. Có ý kiến nào khác không? Em nói áo trắng. Trước mắt em đang là hai chị rất là xinh đẹp. Và đặc biệt là người đang ngồi cùng chiếc màu ghế với anh có một dung mạo cực kỳ có tướng phu thê với anh. Trời ơi, nhìn sao hay vậy ta? Phu thê hả? Ha, nó cũng có đó nghe. Em mời bạn đồng nghiệp đi hay là mời thầy bói hay thiên tướng không? Dạ, có lộn vậy? Nãy giờ người ta nói cặp kia phu thê. Dạ. Kệ. Mình vẫn tâm bình khí hòa, nhớ không cưng? Em mình tâm vẫn bình tĩnh. Tâm vẫn bình tĩnh. Bây giờ mình đi với em trai phải không? Dạ, em đi với Sơn, em đồng nghiệp. Em đồng nghiệp. Dạ. Chào Sơn. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Hứa Minh Đạt. Chào Sơn. Dạ, em chào tất cả mọi người đang xem trường quay và hai chị. Anh Hàng là một người rất là vui tính, đặc biệt là rất là hòa đồng với mọi người, yêu thương gia đình và bạn bè xung quanh. Hai chị gái bên này thì rất là xinh, chị nào cũng xinh hết, ai thì cũng hợp được. Nhưng mà nhịn lên một chút thì có chị Lan, có tướng đó là hợp với lại anh của em. Nói chung là nhìn sơ sơ thì tuyệt vời. Tuyệt vời luôn rồi. Tôi thấy hai chàng trai đây không biết làm sao, chứ tôi thấy ba anh ở dưới là anh nào cũng có cô để chấm hết trơn rồi đó. Thấy chưa, thấy đàn gái lên giá chưa? Ý kiến chỉ để tham khảo. Giờ người trong cuộc đó. Quan trọng là người trong cuộc. Người trong cuộc. Cái mẫu người lý tưởng của em muốn là người như thế nào Hà? Em chỉ cần bạn gái cao tầm khoảng mét rưỡi trở lên là được. Mét rưỡi đến mét sáu trở lên có nha. Có không? Có. Mét cao nhiêu? Mét rưỡi đến mét sáu là được rồi. 58 rồi. Bé kia, bé kia là cao nhiêu? Em cao 1m63. Trời, coi như là bắn qua đây hai mũi tên luôn. Ừ, sao? Bây giờ mẫu người của em sao nè? Anh cao trên 1m65. Nói chung là thích đi ngao du với em, là giống như hay đi chùa đi chiền với em vậy đó. Thế là tại em hay đi chùa lắm. Mẹ em là thích, rất thích đi chùa luôn, phù hợp với mẹ em luôn. Với lại phải chịu đựng em. Lâu lâu em kiểm tra điện thoại chút đỉnh thôi à. Không kiểm tra điện thoại nữa nha. Không, em cho Zalo, Facebook mật khẩu luôn cũng được. Trời ơi, hay quá. Kể bên vấn đề đó bình thường. Em được cái thoải mái. Rồi, em sao nè? Em thì không có hình mẫu lý tưởng đóng khuôn, nhưng mà em sẽ thích một bạn cao hơn em, vẻ bề ngoài có thể trao chuốt một chút xíu. Còn về tính cách thì phải điềm đạm, khiêm tốn, chu đáo. Điềm đạm, khiêm tốn, chu đáo ai ơi. Ui. Nó mặc vô tường rồi. Ai cũng đều có mẫu người lý tưởng rồi đó Tường. Thời gian trao đổi cũng đã hết. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tới cái giai đoạn cũng quan trọng cho các bạn chạm mặt với nhau để trò chuyện với nhau. Ở bên kia ông Mai sẵn sàng chưa? Mọi chuyện đã ổn lành hết rồi. Ổn rồi thì chúng ta hãy mở cửa trái tim thôi. Mở cửa trái tim thôi nào bạn. Ồ, ơi. Cảm nhận thôi nào. Cảm nhận thôi nào. Wow. Lần đầu tiên ánh mắt nhìn nhau. Không cưỡng lại được. Nói đi, bốn sao bạn nè? Mình lớn cảm rồi, giác, mình trưởng thành cảm rồi. Cảm giác của em khi mà nhìn thấy bạn như thế nào? Thôi đi về.
đi về luôn lại bảo táp phòng mà. Mình phải dùng con tim nha. Anh ơi, không có vội, không có vội. Phải nhìn con tim nha. Sao? À ha. Dạ. Cảm nhận như thế nào khi mà cánh cửa trái tim mở ra? Em thấy hai bạn trên gái quá cho nên em phải định hình lại tí. Rồi, xác định lên nè. Có hình chưa? Dạ, có hình rồi. Tao hình đâu? Mẫu hình nào? Mẫu hình... bạn áo trắng. Áo? Cái gì vậy? Ủa, gì kỳ vậy? Dạ. Ủa, gì kỳ vậy? Thì con em mách bảo, theo thường mách bảo của con tim em. Hay lắm, hay lắm. Thì bây giờ đã mở cửa rồi. Thì hồi nãy là một cái game vui thôi. Mỗi game gọi là hoán đổi thôi. Chứ thật ra cái vị trí nó là như thế này nha. Trả lời vị trí cũ. Trả lời vị trí cũ. Rồi thôi mình nói cho hai bạn nữ. Nãy giờ nhà đàn trai có vẻ là hơi lấn át nhà gái. Hơi quá. Lấn át quá. Tôi chưa nghe rõ những cô gái của tôi nói nhiều về cảm xúc. Cảm xúc em sao cưng? Trong lòng hơi bị bể hả chị? Bể hả? Lại tổn thương em. Khoan nhìn em thấy quen lắm. Cho anh hỏi tí xíu, phải trai em làm nghề kim hoàng không? Dạ không. Nhà em có ai làm nghề kim hoàng không? Dạ không luôn. Ủa sao trong em đẹp như một viên kim cương vậy? Trời ơi! Trời. Nhà em thì không có làm kim hoàng nhưng mà được mẹ em mài dũa. Được mẹ em mài dũa. Bây giờ tôi nói nghe nè, ông đừng có cố nắm níu vậy đó. Tôi nghĩ mình đã làm sai, mình phải nhìn nhận vô cái sai của mình. Tôi nghĩ là ông nên nói lời tạ tội đi ông ơi. Ê! Đi đâu mà xách quá trời bánh vậy cha? Anh tặng em. Oh. Anh đặc biệt dành tặng em. Cái đòn bánh này là chính tay anh gói. Cũng may á, em là một đứa rất là mê đam mê ăn uống. Ý là cái đòn kia là nhà gói, còn đòn này em gói. Đúng rồi, chính tay em gói. Đây là màn xin lỗi của Linh dành cho Tú Anh đúng không? Dạ đúng ạ. Bây giờ mời em qua xin lỗi bạn làng. Xin lỗi sao khác bên đây nha. Còn ngày ngùng thì không dám yêu anh em ơi, dấu đam mê đã vương đôi môi rồi. Người còn ngày ngùng anh say đắm bao đó hoa. Ủa, gì kỳ vậy? Để trái tim ai lạnh ra. Khi trao con tim đến cho anh, rất mong được tình anh để đời thôi xót xa. Em không như hoa sẽ tàn úa theo tháng ngày, cơn yêu đương này vĩnh viễn. Vì thế anh mong ta xa nhau để lòng anh yêu thương em một mai. Đang trên đường đời hai lỗ. Nếu sống bên anh nhưng lòng anh cứ mơ hoài bóng dáng khác. Ủa? Tim em rồi, sẽ đau. Người ơi, anh đã hiểu tình em. Chị hiểu em luôn, em về chỗ. Không, chị phải nghe rõ cái lời nha chị. Thôi cũng được, dù sao bạn ấy cũng chân thành. Dạ. Em có món quà em xin gửi tặng hai bạn nữ ha. Rồi. Dạ. Dân doanh nghiệp phải không? Rải đều luôn. Dạ. Trời ơi, con nhận. Anh tặng em cái món quà này là nó có thể trò chuyện lại với em nhưng mà nó nhắc lại lời em thôi ha. Nó khi nào buồn mà không biết nói với ai á, anh bận chẳng hạn thì em có thể nói với cái siêu đồng này ha. Wow. Dạ, anh cảm ơn anh. Anh cũng tặng em luôn ha. Dạ, em cảm ơn anh. Thì bạn nam bên kia cũng hát thì em cũng chắc cũng phải là có một cái. Đúng rồi, hát đứng thì... đây hát. Hát dạ. Đứng bên cạnh đây hát dạ, nè, em đừng quay rồi. Về không? Có. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng. Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh xin cảm ơn cuộc đời này, đã mang em về bên mình để rồi. Một sớm mai, khi thức dậy, anh nói rằng... hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, để hứa với anh một câu sẽ đi đến tận cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta vẫn sẽ không xa rời. Trời ơi! Hay quá! Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Rồi, 2-in-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Rồi, 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một. Các bạn đều là những bạn trẻ. Ở đây nhìn lên là thấy cả 4 bạn, thật sự tôi thấy là ai cũng có thể hợp với ai. Thì bây giờ quan điểm một chút xíu về tình yêu, về cái chuyện ghen tuông đi. Thì không biết là Lan,
Mẹ Lan nói Lan rất là ghen. Không phải ghen là mình làm ầm ầm, mà cũng không phải là đụng gì mình cũng ghen. Với em giống như là anh ghẹo người khác đừng để em thấy, anh nói chuyện với người khác đừng để em thấy, anh có chụp lỡ chụp chung mà ôm yêu ớt ai anh cũng đừng để em thấy nha. Vậy là anh được chụp hả mà anh giấu em là được hả? À, đúng rồi, giống như khuất mặt khuất mày được rồi. Được rồi. Để cho ra trước mắt nhìn chị không nổi. Em mà giận lên á, em không xài cây xương gồng giả này nữa, em xài cây xương gồng thiệt luôn á. Wow, đó là một hình thức ghen. Thế còn em, trong cái ghen thì em ghen như thế nào? Em đã yêu thì em sẽ tin tưởng. Với đã yêu với em thì người ta sẽ không bao giờ đi với người khác. Mà đã đi với người khác rồi thì họ không còn tình cảm với em nữa thì thôi, mình cho nhau hai lối đi. À, em rất là tự do thoải mái trong tình yêu. Thì em cũng không thích mà bị ràng buộc quá. Em thích là quan tâm nhau bình thường thôi, rồi sắp xếp thời gian để gặp nhau. Rồi, còn em gái? Có lẽ là công việc của em với anh Linh đó là khá là giống nhau, cho nên là quan điểm về cái chuyện tình cảm cũng giống giống vậy. Vậy hả? Em không muốn quá là gò bó nhau. Với lại em cũng hay kiểu chấp nhận lý do, cho em có lý do là được. Cho em hỏi anh một câu là điều gì mà của người bạn gái á, sẽ khiến anh cảm thấy vui vẻ nhất? Anh cảm thấy vui nhất là khi bạn gái của mình vui, là mình cảm thấy vui rồi. Khi nhiều khi mình đang làm gì đó, mình đi làm về mình mệt mỏi gì đó, chỉ cần thấy một nụ cười tươi thôi là lúc đó anh quên hết bao mệt mỏi. Ok anh Dingo, đáp án của em rồi đó. Em muốn đọc một câu hỏi cho anh là tại vì em cũng làm trong nghệ thuật, cho nên là cái điều gì mà anh cảm thấy khó khăn khi mà bạn gái mình làm trong nghệ thuật à? Anh nghĩ nếu mà làm nghệ thuật á thì chắc anh nghĩ về cái thời gian nó có không cố định. Cho nên nếu mà người yêu anh ở trong nghệ thuật thì anh cũng rất là thông cảm thôi. Tình yêu á thì không ai hợp với ai cả. Mình chủ yếu là mình xây dựng với nhau thôi. Mình cố gắng vun đắp cho nhau thôi. Anh là quê ở miền Trung á, thì không biết là cái quan điểm của gia đình em về yêu ở khác miền thì như thế nào? Gia đình em không có quan niệm là phải miền nào hết. Quan trọng là em có thật sự tìm được niềm vui ở người bạn trai hay không. Với lại em cũng thích làm, muốn làm cho người lớn vui á, cho nên là em khá là chiều. Em cũng có khả năng là làm cho người khác vui, cho người khác thương em. Cho anh ngưng xíu thôi, để bé Lan nghiến răng quá rồi. Em à, bình tĩnh. Hồi nãy người ta đã nói rồi, là sao? Làm gì làm, sau lưng đừng có ngồi trước mặt người ta. Mà nghĩ sao mà ngồi trước mặt người ta mà. Hỏi thăm rồi. Cũng một câu hỏi đó em cũng muốn hỏi chỗ Lan luôn. Ba mẹ em thì người miền Tây mà cũng rất là dễ, không có chấp nhất. Nhưng mà anh về nói chuyện với ba mẹ em là anh có thay đổi được cái giọng nói, là phải nói cái giọng nam để cho ba mẹ em hiểu không? Thí dụ anh nói vậy là em nghe không? Nghe, ba em thì chắc nghe được. Tại ba em đi làm gặp nhiều khách hàng thì chắc có thể châm chế, nhưng mà mẹ là không có nghe được. Trời, em yên tâm đi em, miễn là thằng rể đó yêu thương con mình là ba mẹ đồng ý à. Nói chung là cái phần tìm hiểu nhau như đó thôi. Bây giờ nè, mấy bạn này mấy bạn trẻ, trẻ thì mình tương tác với nhau không có ngại ngùng gì hết. Thay vì bình thường mình cho lên nắm tay đồ ha, để mình coi có cảm xúc có điện truyền qua hay không, để mình test lại cái cảm xúc. Bây giờ chị cho em chơi một cái mini game, dám chơi không? Chơi. Anh đại diện cho đàn gái. Chơi đàn trai ơi. Chơi sợ à? Chơi. Trên tay của Cát Tường hiện tại đó là hai dây kẹo tẩm đường rất ngọt ngào như hương vị của tình yêu. Mỗi bạn sẽ ngậm một đầu và thi hai đội có đội nào ăn hết cái sợi dây này trước đội đó chiến thắng, được không? Oh. Chiến thắng sẽ có một phần quà đặc biệt từ ông Mai. Rồi. Một, hai, ba, ăn đi. Ai ăn trước thì cái gì vậy? Lụm lên, bậy bạ quá, nhanh lên. Không, cắn nẹ vậy. Nó dễ vỡ, nó em mong manh à, vậy. Mình phải níu giữ mối quan hệ này chứ. Đừng nên đứt, đừng nên đứt gánh. Bên kia người ta nhai ngon nhõm nhẽm ngon rồi kìa. Từ từ thôi nè. Ăn liên tục mà cứ ăn. Thì đâu có, thằng này nó ăn nãy giờ rồi, chị thấy mà. Vậy ăn hết thì em đi. Không, nhưng mà em cũng phải ngậm anh đứt dây là thua. Ăn đi, tôi qua coi bên đây coi. Cái này tượng trưng cho mối quan hệ của mình đó. Đó, bên dục lâu dài. Bên này ổn nè, bên này ổn nè. Bên này đó, từ từ đang tiến sát gần nhau rồi nè. Để lên. Ôi, không ăn đâu. Em nhìn. Bây giờ em không ăn thì cà lăm cái gì? Em không ăn thì em ngậm đi để cho ảnh ăn. Ôi, em. Sao vậy? Sao cà lăm luôn vậy? Nè, cái mối quan hệ tôi càng ngày càng gần rồi nha. Ủa, sao bên đây cà lăm luôn rồi? Hả? Em nghe em đi. Em nhìn
vậy? Cái gì vậy? Cái cá. Ủa sao mòi cà lông luôn vậy? Vụ gì? Hả? Em nhìn cái miệng của anh. Cái miệng sao? Cái miệng tao dễ thương mà. Tội. Bé bị gì vậy? Bé bị gì? Không vô. Hả? Sao? Đó cái miệng. Được. Đem lại nụ cười cho bạn nữ rồi. Còn bên đây sao? Tuyên tới đây là ngưng lại luôn rồi. Không phải, em bị hạ đường. Cái này nó chua. Ủa sao bên đây là ngọt quá, bên đó là chua quá? Rất là chua. Nãy giờ là không ăn kẹo. Bây giờ đưa tay ra cho anh nắm coi. Giờ mới chạm nè. Coi điện có truyền qua không? Rồi. Anh chuyền nhẹ nhẹ ngang giật em xỉu anh đỡ. Khi nào giờ mới được nắm tay? Nắm đi, nắm cầm đi. Cầm tay nhìn vô mắt nhau 10 giây nha. Nói thử coi có cà lắm không? Anh ơi, anh thấy em sao? Anh ơi. Thôi. Anh thấy em sao? Em em rất là xinh đẹp và tài giỏi. Thì anh hy vọng em sẽ về cùng anh. Chắc cú luôn vậy hả? Chắc cú luôn. Không có suy nghĩ gì nữa hả? Không cần suy nghĩ. Trả về. Em có muốn nói gì em Linh? Trước khi mà đưa tới thời khắc quan trọng là không còn nói gì nữa. Chuẩn bị đến đoạn bấm nút rồi đó. Em thì cũng không biết nói gì hơn. Nếu như mà bạn nữ nào mà cảm nhận cái sự chân thành của anh thì bấm nút chọn anh. Anh cảm ơn nhiều. Bạn nữ nào luôn. Rồi. Ha. Dạ. 30 giây dành cho em để nói cảm xúc của mình hoặc là muốn nói gì đó. Với anh á, tình yêu nó đơn giản lắm. Chỉ cần bấm nút là mình ra về thôi. Thì hãy bấm nút với anh nhé. Anh ai bấm nút với anh nhé. Dạ, thì ai cảm nhận được cái tình cảm chân thành của em thì người đó sẽ bấm nút. Hai cô gái, mình có muốn phát biểu gì không? Mời em Linh. Em cảm nhận được sự chân thành của anh Hà. Còn thật ra anh Linh cũng rất là chân thành, tại vì anh luôn tạo ra tiếng cười cho tất cả mọi người. Thì đó là một điểm rất là tốt của anh. Em thì hơi dài dòng thiệt. Nếu mà anh nào chịu được cái sự dài dòng của em á thì hãy bấm nút chờ. Các bạn đi vòng vòng không á? Em thì cũng đơn giản nhưng mà có cái tánh nó hơi khó chịu tí. Nhưng mà em sẽ thay đổi được. Nếu mà anh nào thích em á thì cứ mạnh dạn. Rồi, bao nhiêu đó thôi. Và bây giờ sẽ đến tới thời khắc quan trọng, giây phút, khoảnh khắc, quyết định. Thưa các bạn, mỗi người hãy đặt tay vào hai cái nút bấm của mình, một nút màu đỏ, một nút màu xanh. Mình bấm cái nút màu nào là tương ứng với mình chọn cô gái hoặc là chàng trai ngồi trên ghế đó. Hoặc các bạn có quyền không bấm nút nếu chúng ta không cảm thấy rung động với bất kỳ một ai. Hãy suy nghĩ thật chín chắn, ghép đôi thần tốc. Đây là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Thời gian bắt đầu. 5, 4, 3... 2, 1. Nữ công gia chánh, tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh. Ngoài đẹp trai với phong độ ra thì em không còn mạnh gì nữa. Ưa ghen với lại hay lèm bèm. Em rất là xinh đẹp và tài giỏi. Một tràng pháo tay cho cặp đôi trên cặp ghế màu xanh. Bây giờ nguyên tắc là khi mà đã bấm nút hẹn hò với nhau là phải hôn nhau. Mời hai bạn. Bạn nữ hôn em. Đó là tùy hai bạn tự thỏa thuận với. Hai người hôn nhau luôn cũng được. Vậy anh hôn tóc em đi. Đầu gội chưa? Gội rồi. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì cặp đôi thành công nhận một phần quà. Đó là chiếc điện thoại Realme chụp siêu nét, sạc siêu nhanh. Wow, quá dữ. Tuổi đứa 2 tuổi là anh nuôi được không? Em biết là cô ấy chưa có gia đình. Em chắc chắn là như vậy. Và kính thưa quý vị, đến với Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa thì chúng ta cũng sẽ gặp gỡ được hai cặp đôi. Họ sẽ ngồi trò chuyện với nhau trực tiếp. Và sau ít phút trò chuyện, họ sẽ được cùng nhau thưởng thức những món ăn trưa rất là ngon tại nhà hàng Coco Echibanya. Và bây giờ thì bạn nữ đã ngồi đây rồi. Bây giờ Tường sẽ ra bên ngoài và mời bạn trai vào quý vị nhé. Hãy chờ đợi trong giây lát.
Rồi, ghế đây, ngồi xuống. Hai bạn có thể gỡ mặt nạ của mình ra. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Trước tiên là phần giới thiệu về bản thân. Em gái giới thiệu trước. À, dạ, em tên là Anh Quỳnh, năm nay em 30 tuổi. Hiện em là đang là nhân viên kế toán. Quê em ở miền Trung chị. Miền em Trung. Ở Hà Tĩnh. Em vào từ hồi năm 2006 á chị. Lúc đó em vào đi học đại học tới giờ. Ừ, ở đây cũng khá lâu rồi ha. Dạ. Rồi, còn bạn trai. À, em tên là Lê Trung Tới, quê Thanh Hóa. Em lên Bình Dương sống thì từ năm 2006 chị ạ. Em đang sửa điện thoại di động và bán. Tiệm của mình hay là mình đang làm cho công ty nào hay làm riêng cho người ta? Dạ, em tự mở cửa hàng. Coi như là chủ tiệm nhỏ nhỏ ha. Dạ, dạ. Mình sửa thôi, mình có bán không hay là mình chỉ sửa chữa thôi? Trước đây có bán ạ, nhưng mà bây giờ thì mình cũng bán nhưng mà nó không chạy được như ngày xưa. Giờ mình... chủ yếu là sửa chữa. Dạ, dạ. À, điểm mạnh điểm yếu của hai bạn là gì? Mời bạn gái nói chuyện đây chú đi. Điểm yếu của em thì tính em là hay càm ràm, hay nói nhiều lắm nên là mọi người hay nói em là giống như là bà cụ non vậy á. Có ai nhờ gì đó mà tay á thì em vẫn làm á, nhưng mà miệng em cũng vẫn ráng nói một câu vậy đó. Nhờ gì suốt ngày, nhờ hoài không tự làm đi phải không? Dạ. Về ưu điểm thì em nghĩ là em là người mà biết, nói chung là cũng lo lắng cho gia đình, sống tình cảm. Nói chung là ai mà có việc gì mà muốn nhờ em thì em đều sẵn lòng giúp đỡ chị. Ừ, vậy là tốt rồi. Còn bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em? Ưu điểm của em thì cũng có, ví dụ như biết nấu ăn, biết lo lắng cho gia đình, cũng tình cảm, làm được nhiều công việc tay chân lắm. Công việc tay chân là công việc gì anh ơi? Có thể sửa xe này, thậm chí những cái không biết, ví dụ như loa đài tivi mà nếu hư mình cũng không biết nhưng vẫn mở ra làm được. Sửa chữa điện tử, sửa chữa được những cái lặt vặt trong gia đình, đỡ tốn tiền kêu thợ. Vậy còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì hơi nóng tính một chút xíu, nhưng mà bình thường thôi, không bao giờ đập đồ đâu. Em hay cả nể, cho nên em thích một bạn gái là phải quyết đoán này. Những cái gì mà khuyết điểm của em thì bạn gái nó bù đắp được thì đó là tốt quá. Trời ơi, đâu ra trời sinh đâu ra có người để bù đắp khuyết điểm cho em. Thế thì trước giờ em mang mấy mối tình rồi? Em thì có hai mối tình. Mối tình thứ hai của em là quen bạn ấy cũng khá lâu đó, 5 năm chị. Ờ, 5 năm sao chia tay, 5 năm phải cưới luôn chứ. Thứ nhất là tụi em không được hợp này. Nữa. Cộng. Đâu vô người ta quen ta hỏi tuổi trước đi. Bạn ấy lại có một, thứ nhất là có gia đình và có một em bé nữa đấy. Mình thích thì có thích thật, nhưng mà mình muốn một người nó họ còn độc thân á thì tốt hơn. Như vậy thì từ đầu mình quen mình biết vậy rồi mình quen nha, người ta làm chi? Quen nhưng mà sau này bạn gái với nói ấy, theo lâu quá đấy, có thể là họ cảm nhận được cho nên họ chủ động họ chia tay. Tự nhiên theo lâu quá cảm nhận chia tay sao thôi, chuyện tình của em rối quá. Em là không có quyết đoán nè. Đúng rồi ạ. Đó, mình cứ làm gì mình chần chừ nè, tới là tới, lui là lui. Ví dụ thấy không được mình rút lui, mình tìm mối khác cho nó nhanh. Chuyến này là nếu quen được thì bao lâu đám cưới? Nhanh nhất có thể chị ạ. 2 tháng. Trên 3 tháng. Trên 3 tháng. Bây giờ tình duyên của em thì sao? Em thì cũng quen được nhiều người á chị. Nhưng mà tình yêu của em là giống như là định mệnh 2 tháng thôi. Nên em mới nói là 2 tháng là phải cưới. Rồi 2 tháng. Em cũng quen hồi mà em đi học đại học. Đang lúc tình cảm em cảm thấy là đang rất vui. Okay. Dạ. Tự nhiên nhắn tin cho em nói là anh chị xem em như em gái thôi nha. Khoảng 5 năm sau đó là em không quen ai nữa. Cô này cũng thuộc loại chung tình nè. Thì em cũng quen vài người chị. Không biết sao á, cứ khoảng gần 2 tháng em ơi mình không hợp tuổi, chia tay nha. Cũng tuổi nữa hả? Dạ đúng rồi, nên em nghe anh Minh nó nói được tuổi em cũng sợ quá. Cái mẫu người bạn trai lý tưởng em đặt ra là như thế nào? Gặp em cảm thấy có cảm tình thì em quen thôi. Đặc biệt là biết quan tâm, biết chăm sóc cho gia đình là được rồi. Cũng dễ dãi quá ha. Bên đây sao? Mà thích có bạn gái, vì mình đen cho nên thích bạn gái trắng một chút xíu thì rồi, thích có hơn trắng. À, có da có thịt. Em nuôi, em phải vỗ béo. Dạ, cái đó không quan trọng chị ạ. Cái điều gì mà em không thích ở người bạn trai? Gia trưởng, cái gì cũng tự mình quyết hết. Thì em không có thích thôi chị. Em đoán thử người bạn trai bên kia trái tim của em là như thế nào? Cũng một người đảm đang, nghe nói là nấu ăn đồ biết hết là chắc là đảm đang rồi. Ghê quá. Em nghĩ là chắc anh này cũng không có mập đâu, gầy. Thế còn em tưởng tượng cổ như thế nào? Chắc hơi gầy một xíu. Hơi gầy. Tóc đen và dài, là người phụ nữ truyền thống. Có đem hình cho đối phương xem đúng không? Và đưa thử tính đoán thử coi. Rồi đoán đi em, cổ là ai? Đứng giữa. Ồ. Anh ấy là ai? Chắc em phải dậy luôn chứ không nhẽ em cho. Chị phải giữ cái tấm này lại chứ. Cảm nhận hay quá. Thì bây giờ chúng ta sẽ test lại xem cái sự chọn lựa của mình, suy đoán mình có đúng hay không nha. Đó.
anh không có giống như em suy nghĩ, đúng vậy, không? Vậy em anh hơi mập. Vậy em sao em suy nghĩ? Mập là tốt hay sao không tốt? Mập dù sao cũng tốt hơn là gầy ạ. Dạ, cô ấy có gầy quá không? Em nghĩ vậy là đẹp rồi. Bạn gái rất dễ thương rồi. Cô có hai đứa con rồi đó nha. Con em đứa 5 tuổi, đứa 2 tuổi là anh nuôi được không? Anh khuyết điểm của em chính là hai cả nỉ. Tôi hỏi vô câu hỏi chính kìa. Con đứa 5 tuổi, đứa 2 tuổi rồi kìa, nuôi nè. Em biết là cô ấy chưa có gia đình. Sao biết? Em chắc chắn là như vậy. Rồi bây giờ đói bụng chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Nhưng mà dạ, tới giờ ăn trưa rồi. Em chưa đói mà chị đói rồi. Dạ. Kêu đồ ăn đi. Dạ. Để mình vừa ăn rồi mình trong thời gian mình chờ đợi đồ ăn ra mình còn tâm sự nữa được không? Dạ được rồi chị. Rồi đây là thực đơn của nhà hàng Coco Ichiban nha. Mời hai bạn chọn món ăn của mình. Em chọn món cà ri chim rau củ. Còn em? Dạ rồi em chọn món này. Cà ri tôm chiên kèm măng tây cà chua. Rồi ok, chị sẽ order đồ ăn giùm cho hai bạn nha. Không biết em cảm nhận sao nhưng mà chị Tường thấy mặt anh này hơi khó đó nha. Anh bảo đảm với em nếu như em được gặp gia đình anh, họ không ai ghét anh và cũng không ai chê. Không ai thương được anh. Không ai chê được anh cái gì hết. Về tình yêu á thì em phải thông cảm cho anh. Thứ nhất là thời gian đi chơi thì có anh nó hơi lệch so với mọi người. Nhiều lúc bạn gái cứ muốn đi chơi lúc 6:30 7 giờ nhưng thực tế cái lúc đó là với là giờ cao điểm của em chị ạ. Thế em đi chơi mấy giờ? Mấy giờ này thì được anh? 8 giờ, 9 giờ cũng được. Cộng thêm cái là em hay đi buổi trưa, em toàn đi mua đồ, người ta buổi trưa người ta được nghỉ được thế này thế nọ. Đi hẹn họ ăn trưa nè, ăn trưa nay nè. Không sao, buổi trưa thì em cũng ở cơ quan, em đâu có về nhà đâu. Anh này ghê lắm, nhớ ảnh cái công việc của anh là gì không? Dạ sửa chữa điện thoại. Em có đừng bao giờ có ý định đưa điện thoại cho anh sửa nha. Ảnh rớ vô là anh cài định vị là em làm gì là anh biết hết luôn, em thấy sợ không? Dạ không sao, em có thể cho mật khẩu luôn cũng được, không sao hết. Thiệt không? Thiệt. Nãy giờ gặp nhau có quà sao không tặng? Trời ơi, đợi nhắc nữa, thiệt tình luôn á. Này à. Rồi em cảm ơn anh. Bây giờ đồ ăn sẽ chuẩn bị được dọn lên cho hai bạn. Thế em đã ăn cà ri Nhật Bản lần nào chưa? Em chỉ ăn cà ri nhà em nấu thôi. Cà em nhà em nấu là cà ri như thế nào? Em thấy em mua cái gói cà ri về người ta cứ ghi là cà ri Ấn Độ. Nghe anh nói là anh biết nấu ăn, chắc là anh có biết cà ri nguồn gốc ở đâu anh biết không? Anh hồi anh ở sống ở miền Tây á, hầu như các đám tiệc á họ đều có món cà ri bánh mì. Đúng rồi. Không biết quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa có biết cà ri có nguồn gốc xuất xứ từ đâu hay không? Nếu ai biết xin trả lời cho các tường biết. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ xin mời món cà ri được dọn lên. Nghe mùi thơm chưa? Ăn đi ăn đi. Nói cho tường nghe cái coi cho tường biết coi nó ngon không nè. Em mời chị Tường. Em ăn đi. Em nói ngon cái chị ra chị order liền nè. Dạ. Hơi cay cay, béo, ngọt. Còn em? Cay thì em thấy cũng bình thường nhưng mà em thấy nó chua, chắc là cái này vị của cà chua. Chúc hai bạn thưởng thức món ăn vui vẻ, vừa ăn có thể vừa trò chuyện tâm sự với nhau. Ít phút nữa rồi chị Tường sẽ quay lại ha để tiếp tục lắng nghe câu chuyện của hai bạn. Ăn dạ. Đi cho tự nhiên. Anh đi em. Dạ, rồi. Anh biết sao em hỏi anh nguồn gốc món cà ri không? Em nói đi. Là em có nghe được là cà ri là cái món ăn phổ biến nhất ở Nhật Bản. Nguồn gốc của nó chắc ở Nhật Bản này. Anh về coi lại thử có đúng không nha. Cho anh hỏi là hai bác khỏe chứ? Thì cha mẹ em thì còn đi làm. Anh rất thích. Thực tế là anh không còn bố mẹ đấy. Cho nên là anh thích bạn gái còn bố mẹ để mình còn có chỗ mà mình đi mình về chứ. Có thể là anh với em tiến tới xa hơn á. Anh muốn về Bình Dương hay là muốn về Đồng Nai? Đất lành chim đậu em. Ở đâu làm ăn dễ mình sẽ ở. Anh có cửa hàng riêng hay anh đúng đi rồi là... anh mở cái hiệu riêng em. Kỳ này là anh phải cố gắng, nếu mà anh thấy mục tiêu là phải quyết tâm. Trước thì anh không suy nghĩ đến, mình cứ nghĩ là mình làm một mình được, mình không cần đến người giúp đỡ. Nhưng mà thực tế là nhiều người lớn á, người lớn là rất muốn là mình có vợ để giúp. Rồi mình tâm sự tới đâu rồi? Bây giờ mình đã chốt hạ được cái gì chưa? Mình cảm thấy mình hợp nhau được bao nhiêu phần trăm rồi? Bạn gái rất dễ thương, em thích rồi. Chừng nào đám cưới? Nhanh nhất có thể. Anh cũng không muốn nó kéo dài quá nữa đâu. Và trước khi đến với giây phút quan trọng nhất của ngày hôm nay là chúng ta quyết định xem chúng ta có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Thì tôi muốn hỏi lại một lần nữa,
Hai bạn hiện tại đang cảm thấy trong người mình như thế nào? Em thấy tim cũng đập loạn nhịp đấy. Mình đã sẵn sàng chưa? Dạ. Quyết chí chưa? Dạ. Mình đã đến chương trình này rồi là mình phải quyết tâm cao độ. Đâu, hồi trước em cũng vậy mà em chưa quyết tâm em mới gãy gánh mấy lần thế đó. Cho nên hồi nãy chị Tường cứ chửi em đấy. Trời, tôi chửi nào trời? Hồi gieo tiếng ác cho tôi dễ sợ. Không, hồi nãy cô nói nặng. Cái đó là nhận xét chứ đó, dạ, mà gọi là rồi. Chửi hả? Hãy đặt tay lên nút bấm đi. Bấm nút hay không là quyền của bạn. Hãy nhắm mắt lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Như vậy là hai bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Xin mời hai em bước ra đây. Rồi, nắm tay nhau và hôn nhau đi. Trời ơi, bẻ muốn quẹo cái má người ta luôn, rất là quyết liệt. Đúng rồi, chúc mừng hai bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu rồi muốn đi chơi đâu đó. Cảm ơn chị, thoải mái. Cảm ơn chị. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Không biết là hai bạn này có quyết liệt giống như hồi nãy giờ chúng ta đã thấy hay không. Hy vọng rằng tình vui sẽ đến với chương trình của chúng ta càng sớm càng tốt nha.